Năm 2022, Công an tỉnh Long An thông báo truy tìm Diễm My. Tung tích của cô gái này vẫn là một ẩn số. Đến nay đã 4 năm, không ai biết cô gái ấy đi đâu. Võ Thị Diễm My có mối quan hệ như thế nào với Tịnh Thất Bồng Lai? Trong Tịnh Thất có nhiều lời đồn bí ẩn về hồ cá chê, thực hư ra sao? Diễm My, cô gái từng khiến Tịnh Thất Bồng Lai hay còn có tên gọi khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đại náo từng trở thành chủ đề thu hút. Trong đó, có một vụ việc khiến cha mẹ của Diễm My là bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng rất đau lòng, là sau khi bỏ trốn lần cuối, cô gái đã gửi đơn thư cũng như đăng tải video tố giác ba mẹ mình có nhiều hành vi không đúng với cô trong suốt 8 tháng ở nhà. Diễm My cho biết, trong suốt thời gian 8 tháng ở nhà, cô bị giam cầm trong 4 bức tường và không hề hạnh phúc. Tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh thư nhân dân. Họ canh chừng 24/24. Tôi đang sống giữa thành phố Hồ Chí Minh mà như trong tù vậy. Không chỉ vậy, trong đoạn video được đăng tải trên YouTube đó, Diễm My còn nhắc đến việc ba mình liên tục có những hành vi xâm hại đối với cô và lên kế hoạch tiêu diệt Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Cho rằng ba mình là một người tàn độc, làm những việc hại người và mẹ cô biết nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ. Ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước báo đài rằng mình bị Thiền Am bắt cóc, giam giữ giữa lúc mọi người vào tìm. Nhưng những thầy trong Thiền Am chỉ là đang giấu tôi. Mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo lời ba, bởi người mẹ bình thường cũng phải chịu sự hành hạ của ba, nên rất lo sợ, không dám cãi lời. Đồng thời cô cũng cho rằng bản thân đã đủ tuổi để được tự do và sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho mình. Tôi đã 22 tuổi, luật pháp cho tôi được tự do, tôi được sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho tôi. Mà con đường mang lại hạnh phúc cho tôi không phải ở trong ngôi nhà của ba mẹ. Tại sao tôi không được tự do? Tôi đã 22 tuổi. Trước đó xuất hiện tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện. Cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp Huyền Trân, thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc. Cô gái này cho hay, khi mới quen, không biết Huyền Trân là người đến từ Tịnh Thất Bồng Lai, mà chỉ biết cô là thí sinh của The Voice Kids. Khi thấy Huyền Trân tham gia The Voice Kids, mình đã hâm mộ em ấy. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến. Sau này, nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2019, có sự góp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ My đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa, người này kể. Kết thúc chuyến từ thiện, cả hai chị em được mời về Tịnh Thất Bồng Lai chơi. Tại đây, họ có cuộc trò chuyện vài tiếng với ông Lê Tùng Vân. Sau đó, vì bận việc học và đi làm nên cô gái này không quay lại Tịnh Thất nữa. Về phía Diễm My, trên mạng xã hội từng xuất hiện clip cô đến Tịnh Thất Bồng Lai để tu tập và được thấy ông nội đặt cho biệt danh là Ngọc Tiên. Mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục con gái về nhà nhưng không có hiệu quả. Thậm chí khi báo đài đăng tin tức về Tịnh Thất Bồng Lai là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo phạm pháp, Diễm My từng cho rằng chính bố mẹ là người đứng sau nói xấu Tịnh Thất. Khi ấy, cô gái trẻ còn đòi đoạn tuyệt huyết thống nếu bố mẹ còn ngăn cản mình. Sau này, không hiểu vì lý do gì, Diễm My được cho là đã rời Tịnh Thất, gia đình cũng mất tin con kể từ đó. Thông tin ông Lê Tùng Vân, chủ cơ sở thờ tự tại Tịnh Thất Bồng Lai, nay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ bị khởi tố loạt tội danh, đã nhận về sự quan tâm lớn đặc biệt. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Vĩnh Long khởi tố về tội loạn luân. ADN của thầy ông nội trùng khớp với một số người đang sống trong Tịnh Thất. Đến đây, nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ông nội Vân với những người này. Trong đó có cô gái tên là Diễm My, sinh năm 1999, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, từng có khoảng thời gian tu tập tại Tịnh Thất Bồng Lai. Bởi sau khi quyết định đến đây quy y, gia đình của My đã mất liên lạc với con gái. Bố mẹ cô đã sử dụng đủ các nguồn từ công an, YouTube, thám tử, thậm chí treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm được con, nhưng kết quả nhận về đều vô vọng. Vì sao Diễm My lại quen và nhất quyết bỏ gia đình đến chỗ ông Lê Tùng Vân tu tập, để rồi không rõ tung tích? Trước đó, xuất hiện tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện. Khi trả lời trên báo chí, một tu sĩ của Tịnh Thất Bồng Lai từng lên tiếng xác nhận Diễm My có khoảng thời gian tu tập tại đây. Tuy nhiên,
cô gái này chỉ ở đó một thời gian rồi bỏ đi. Về vụ nữ sinh Diễm My khiến Tịnh Thất Bồng Lai đại náo, ông Lê Tùng Vân khẳng định mình không lôi kéo, dụ dỗ cô gái này. Chuyện cô Diễm My cố ý đi tu, muốn biết chuyện tình riêng bên trong thì phải hỏi riêng cô Diễm My. Muốn biết tại sao cô Diễm My bỏ nhà đi tu thì không thể hỏi thầy được, bởi vì thầy có trong cuộc đâu, phải hỏi cô Diễm My chứ. Cô có ẩn ý gì, cô có gì xích mích với mẹ của cô, với ba của cô, chứ hỏi thầy đổ thừa cho thầy dụ dỗ, làm sao dụ dỗ được, làm sao mà thầy đủ tiền bạc, cơ sở vật chất để dụ dỗ cô Diễm My được, ông Vân khẳng định. Người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai cũng khẳng định, trong thời gian Diễm My ở đây, ông đã đăng ký giấy tạm trú cho cô. Diễm My tu ở đây là do em có thấy mấy đứa nhỏ được thầy giáo dục có lễ phép, có tài năng, đậu 2 năm liền thách thức danh hài. Rồi Diễm My nó thích, nó thấy chỗ có tài, nó thích, nó tu, chứ làm sao mà thầy dụ nó được. Thầy cho Diễm My ở, thầy đăng ký tạm trú trên công an cho phép đăng ký, có giấy tờ, có sổ sách đàng hoàng. Thầy làm đúng luật pháp nhà nước, không có gì sai cả. Ông Thắng bà Mai nói thầy bắt cóc Diễm My, bắt cóc mà lại có giấy tạm trú, ông Vân cho biết. Trước đó, cha mẹ Diễm My chia sẻ, từ nhỏ cô rất ngoan hiền, nhưng sau khi gặp nhóm Tịnh Thất Bồng Lai, cô hoàn toàn thay đổi và một lòng quyết tâm tu tập tại đây. Mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục, nhưng vẫn không hề có hiệu quả. Mẹ Diễm My từng đến Thiền Nam bên bờ vũ trụ và van xin ông Lê Tùng Vân rằng, xin ông hãy trả con gái về cho tôi sẽ làm từ thiện cho ngôi chùa của ông. Tuy nhiên, ông ấy từ chối. Ông Lê Tùng Vân bảo không cần tiền, chỉ cần Diễm My ở lại đây, nó đã trên 18 tuổi rồi. Lúc đó, tôi đã tự hỏi rằng, chỉ vì con bé trên 18 tuổi mà tôi phải mất con hay sao? Vào cuối năm 2019, chúng tôi đưa My về nhà từ trụ sở công an. Lúc đó, con bé hoảng loạn lắm. Nó liên tục gào thét rằng người ta bắt cóc nó. Nó hét lớn, chúng tôi không phải ba mẹ nó. Tôi đau khổ vô cùng. Về nhà tôi lo cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi gọi bác sĩ tâm lý chữa trị cho nó. Dần dần con bé ổn định, mạnh khỏe hơn trước. Lúc ấy vợ chồng chúng tôi mừng lắm, chuẩn bị cho cháu đi học trở lại, xây dựng lại cuộc đời. Vậy mà trong lúc tôi đưa My đến trường học, nó xin đi vệ sinh rồi thả tay tôi ra, chạy vụt đi trong đám đông. Tôi ngất xỉu tại chỗ. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phát thông báo truy tìm cô gái trẻ có tên là Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức An, tỉnh Long An. Về lý do, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, gia đình Diễm My có đơn cầu cứu, đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an để bảo vệ an toàn cho cô gái này. Đồng thời trong quá trình điều tra vụ án, ngành tố tụng tỉnh Long An cũng xác minh Diễm My có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can là người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai. Võ Thị Diễm My sinh năm 1999 là con gái ông Võ Văn Thắng, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh Thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My. Cuộc giải cứu đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng và nhóm sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu. Theo ông Thắng, tháng 9 năm 2019, Diễm My bỏ nhà đến Tịnh Thất Bồng Lai để tu. Vụ việc được gia đình cô trình báo công an địa phương. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, gia đình ông Thắng tiếp tục gửi đơn trình báo tới công an xã Hòa Khánh Tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Võ Thị Diễm My. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, ông Lê Tùng Vân gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi. Ông Thắng đến Tịnh Thất Bồng Lai và gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng cô gái chạy ra sau Tịnh Thất trốn tránh. Cuối năm 2019, công an huyện Đức Hòa kiểm tra Tịnh Thất Bồng Lai. Lực lượng chức năng phát hiện Võ Thị Diễm My có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông Thắng chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi về nhà, Diễm My đã leo tường rào, bỏ trốn khỏi nhà và mất tích từ đó đến nay. Đáng chú ý nhất
là câu chuyện về hồ cá chê bí ẩn bên trong tịnh thất này. Theo đó, có thông tin rò rỉ trên mạng xã hội cho rằng bên trong tịnh thất bí ẩn này có nuôi một ao cá chê cực lớn. Đi kèm theo đó, nhiều người bắt đầu nói về những tình tiết sởn gai ốc xung quanh ao cá chê này. Đặc biệt là có nhân chứng quả quyết nhìn thấy ao với hàng nghìn con cá chê lúc nhúc đòi ăn. Trên bờ ao còn đặt một máy xay thức ăn, xay thịt cho cá. Một hình ảnh được cho là chụp từ ao cá chê của tịnh thất Bồng Lai được cộng đồng mạng đăng tải cùng với những lời kể rùng rợn khiến dân tình bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định hình ảnh này được chụp từ tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, một nhân vật đã từng lên tiếng tố cáo tịnh thất Bồng Lai từ nhiều năm nay cũng đưa ra bằng chứng về một tấm ảnh chụp ao cá chê tại cơ sở cũ của Thiền Am này. Theo lời nhân vật này, tấm ảnh có thể chụp từ năm 2007 tại thời điểm cơ sở này nổ ra ồn ào để trục lợi, lừa đảo. Trong một phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam, lời của một nhân chứng hé lộ về bí ẩn liên quan đến ông Lê Tùng Vân được đào lại. Bà Lê Thị Tuyết, người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 cho biết, bà đã tố cáo ông Lê Tùng Vân. Bà cho rằng người này có tội hiếp dâm trẻ em và hành hung trẻ cô nhi. Bà cũng thẳng thừng gọi tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Trong cuộc trò chuyện khác, bà cũng nói về việc các trẻ em tại đây, trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức phải lao động ở hồ cá cho cá ăn. Lê Thanh Huyền Trân, một đồ đệ của ông Lê Tùng Vân, cũng từng nói đến hồ nuôi cá của sư phụ mình khi tham gia chương trình The Voice Kids. Huyền Trân và bà Cao Thị Cúc khẳng định Huyền Trân là trẻ mồ côi, ngoài giờ đi học thì giúp cô Cúc cho cá ăn. Nhị Nguyên, một trong những người sinh sống tại cơ sở này, cũng từng khoe về hồ cá chê này. Có người hỏi sư phụ rằng thầy tu mà thầy nuôi ao cá như vậy là thầy sát sanh rồi. Như vậy thầy gây quả nghiệp thì sao? Sư phụ mới trả lời rằng trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh. Những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống. Đó là bắt buộc. Sư phụ còn nói giỡn là thầy sát hại những con cá này thì thầy mang tội, nhưng tội nhỏ xíu à? Mà bù lại gần 80 mạng người được thầy cứu sống thì cái phước lớn cỡ nào? Như vậy là thầy cũng có lời rồi, con yên tâm, Nhị Nguyên viết. Trong một clip khác, đồ đệ của ông Lê Tùng Vân cũng xác nhận việc có máy xay thịt, xay thức ăn đặt trên bờ ao để sản xuất thức ăn cho cá. Những loại thịt, thức ăn gì được dùng để nuôi cá thì không được tiết lộ. Việc có ao cá chê trong tịnh thất Bồng Lai dù được những người nơi đây sinh sống xác nhận là có thật. Thế nhưng, những bí ẩn về ao cá này vẫn chỉ là những lời đồn đại từ một bộ phận cộng đồng mạng và chưa có sự xác nhận nào là chính xác.